Vâng, một chuyến hành trình đến với 5 tỉnh thành phố vừa rồi chắc hẳn sẽ để lại trong khán giả rất nhiều điều thú vị và đặc biệt là tình cảm dành cho những hòa giải viên rất nhiệt tình, rất năng động và tài năng, đúng không ạ? Vâng, và hành trình của chúng ta sẽ được nối tiếp mãi với các phần dự thi của các đội trong hội thi của chúng ta ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn chúc mừng cho sự thành công của phần thi giới thiệu của nhóm 1. Và bây giờ các thành viên của nhóm 1 sẽ đến với phần thi tiếp theo, đó là phần thi lý thuyết với phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Các đội sẽ lựa chọn bộ câu hỏi của mình và các thành viên của đội sẽ có thời gian 10 giây suy nghĩ và bấm nút trả lời với các phương án A, B, C hoặc là D. Thưa quý vị, mỗi câu trả lời đúng thì mỗi đội sẽ được 4 điểm và chúng tôi chúc các đội sẽ đạt số điểm tối đa ở phần thi này là 20 điểm. Và lưu ý các đội không được bấm nút trước tín hiệu 10 giây cũng như là bấm nút sau tín hiệu 10 giây, bởi vì bấm nút trước và sau thì sẽ không hiển thị kết quả trên màn hình. Và màn hình chúng tôi với hệ thống phần mềm tự động sẽ ghi nhận kết quả và sẽ đồng loạt đưa kết quả sau khi các đội đã trả lời xong. Và kính thưa quý vị, với sự khách quan, công tâm và với phần nỗ lực chung tay của các đội, chúng ta tin chắc rằng phần thi trắc nghiệm hiểu biết kiến thức cũng sẽ cho thấy một nét hay nữa của các hòa giải viên, đó là các hòa giải viên chúng ta rất am hiểu và tìm hiểu về kiến thức pháp luật. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ba thành viên chính của các đơn vị sẽ tiến ra sân khấu và ngay một của đơn vị mình. Xin mời các thành viên của Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Dương và Bình Thuận. Xin mời các thành viên sẽ tiến ra cuộc dự thi của mình. Chúng tôi đang chờ đợi các thành viên chính của đơn vị Bình Thuận. Ở phần thi này, các đội sẽ cử ra 3 thành viên sẽ tham dự phần thi hiểu biết. Như Hồng Thanh cũng đã nói, các thành viên sẽ thể hiện sự hiểu biết của mình về kiến thức pháp luật cũng như là những kinh nghiệm trong hòa giải. Kính thưa quý vị, và bây giờ chúng ta đã cùng sẵn sàng đến với phần thi hiểu biết của nhóm 1 đến từ các hòa giải viên, đến từ các tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Dương và Bình Thuận. Và bây giờ là bộ câu hỏi dành cho nhóm 1. Xin mời các thành viên lắng nghe câu hỏi. Nội dung nào sau đây không phải là tiêu chuẩn của hòa giải viên? A. Có phẩm chất đạo đức tốt. B. Có uy tín trong cộng đồng dân cư. C. Có khả năng thuyết phục vận động nhân dân. D. Có trình độ từ trung cấp luật trở lên. 10 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu. Các đội chú ý bấm đi ạ. Cả 5 đội đều chọn phương án D, có trình độ từ trung cấp trở lên không phải là tiêu chuẩn của hòa giải viên, và xin mời đáp án của ban tổ chức. Đó là đáp án D. Xin được một tràng pháo tay chúc mừng cả 5 đội đạt được những số điểm trọn vẹn đầu tiên của câu hỏi số 1. Thưa quý vị, căn cứ vào điều 7 của luật hòa giải cơ sở năm 2013, điều 7 tiêu chuẩn của hòa giải viên, người được bầu làm hòa giải viên phải là công dân Việt Nam thường trú tại cơ sở, tự nguyện tham gia hoạt động hòa giải và có các tiêu chuẩn sau đây. 1. Có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín trong cộng đồng dân cư. 2. Có khả năng thuyết phục vận động nhân dân, có hiểu biết pháp luật. Và tất cả chúng ta đang đứng vị trí này đều là những hòa giải viên đủ những phẩm chất vừa nêu ạ. Xin được cảm ơn các anh chị. Vâng, và chúng ta sẽ qua câu hỏi số 2. Theo Hiến pháp năm 2013, nhận định nào sau đây là đúng? A. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo vệ. B. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo hộ. C. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. D. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm thực hiện. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Bấm đi ạ. À. Vâng, các đội đã bấm rồi và bây giờ ban tổ chức hiện thị đáp án, đó là đáp án C.
Rất hồi hộp, xin mời đáp án của ban tổ chức. Vâng, đó là đáp án C. Những hòa giải viên rất tuyệt vời, kính thưa quý vị. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Căn cứ khoảng 1 điều 21 của Hiến pháp năm 2013, điều 21, mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình, có quyền bảo vệ danh dự uy tín của mình. Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn. Xin chúc mừng cả 5 đội của chúng ta. Và bây giờ chúng ta đến với câu hỏi số 3 của nhóm 1. Câu hỏi số 3. Nội dung nào sau đây không phải là trách nhiệm của hộ gia đình cá nhân trong bảo vệ môi trường? A. Giảm thiểu phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, thu gom và chuyển rác thải sinh hoạt đã được phân loại đến đúng nơi quy định. B. Giảm thiểu xử lý và xả nước thải sinh hoạt đúng nơi quy định, không để vật nuôi gây mất vệ sinh trong khu dân cư. C. Không phát tán khí thải gây tiếng ồn, độ rung và tác động khác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng dân cư xung quanh. D. Bảo đảm nguồn lực, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án của 5 đội bắt đầu. Và cả 5 đội đều chọn phương án D. Chúng ta cùng đến với đáp án của ban tổ chức. Vâng, là đáp án D. Xin chúc mừng cả 5 đội. Chúng ta thấy sự đồng lòng lúc nào cũng chiến thắng hết. Không phải đồng lòng mà là các đội có ý trùng nhau. Và ý đó là ý chính xác thưa quý vị. Và chúng ta cũng biết rằng là chân lý luôn luôn đúng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Xin mời. Câu hỏi số 4. Theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, nghĩa vụ nào sau đây là nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng? A. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập. B. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. C. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường. D. Tất cả các nghĩa vụ trên. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Đồng Tháp, Bình Phước đã chọn rồi, Bình Thuận đã chọn rồi, Bình Dương đã chọn, và cả năm rồi đã chọn. Và bây giờ phần mềm chúng tôi sẽ hiển thị D. Vâng, và D cũng là đáp án chính xác của câu hỏi số 4. Xin chúc mừng cả năm đội của chúng ta. Kính thưa quý vị, căn cứ vào điều 37 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, điều 37 nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây. Một, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm. Hai, nghĩa vụ do vợ chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình. Ba, nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung. 4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. 5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường. 6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan. Và bây giờ cùng đến câu hỏi cuối cùng của nhóm 1. Các anh chị rất tuyệt vời, cùng cố gắng một câu hỏi cuối cùng nữa nha. Vâng, và đây là câu hỏi số 5. Điền vào chỗ trống cụm từ chính xác còn thiếu trong quy định sau đây tại khoản 1 điều 6 Luật Bình đẳng giới năm 2006. Nam nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của 3 chấm. A. Đời sống chính trị và gia đình. B. Đời sống chính trị xã hội và gia đình. C. Đời sống xã hội và gia đình. D. Đời sống chính trị, kinh tế, xã hội và gia đình. 10 giây suy nghĩ và lựa chọn đáp án bắt đầu. Chúng tôi nhận thấy cả 5 đội đều có đáp án là C một lần nữa. Cả 5 đội đều có đáp án chung và đáp án ta là đáp án C. Xin chúc mừng. Đời sống xã hội và gia đình.
căn cứ khoảng 1 điều 6 của Luật Bình đẳng giới năm 2006, điều 6, các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng giới, nam nữ bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình. Xin chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành xong phần thi hiểu biết của mình ở nhóm 1. Và bây giờ xin mời các đội cùng bước vào phía trong và riêng đội Vĩnh Long cùng nán lại. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo, đó là phần thi hòa giải khéo và phần thi tiểu phẩm của nhóm 1, đúng không Ngọc Nữ? Vâng, và chúng ta chắc chắn là các quý vị khán giả cũng nhận thấy hình ảnh là các đội bắt tay nhau, chúc mừng nhau vì đã hoàn thành xong phần thi giới thiệu và phần thi hiểu biết của mình. Như vậy là chúng ta thấy là sự đoàn kết trong hội thi của chúng ta, đây là một cái niềm vui. Thật sự là hồi hộp, thật sự là rung khi chọn đáp án. Chúng tôi được biết là các đội phải rất là chuẩn xác. Có khi là chọn phương án xong cũng phải suy nghĩ bấm lại. Không sao, trong vòng 10 giây mà nếu quý vị chọn A có thể đổi qua B và C đều được cả. Và hôm nay các đội ở nhóm 1 đã thi rất thành công. Và chúc các nhóm còn lại cũng thành công ở phần thi hiểu biết này.